Trung Cộng đưa tàu thủy văn đến Trường Sa. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Philippines, Tổng thống Aquino cho biết quân đội nước này đã phát hiện hai tàu nghiên cứu thủy văn của Trung Cộng ở bãi Cỏ Rồng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, mà phía Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Ông Aquino không cho biết là quân đội nước này đã phát hiện được các tàu Trung Cộng vào thời điểm nào và ông được thông báo về sự hiện diện của chúng khi nào. Cả Manila và Trung Cộng đều bày tỏ sự quan tâm với bãi biển Cỏ Rồng, nơi được cho là có tiềm năng về nguồn dầu khí. Một báo cáo hồi năm ngoái của Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho rằng có 5.4 tỷ thùng dầu ở khu vực này. Manila đã cấp phép cho một công ty khoan thăm dò khai thác dầu khí ở gần bãi Cỏ Rồng vào năm 2016. Theo miêu tả của quân đội Philippines, khi được phát hiện thì các tàu thủy văn của Trung Cộng đang khảo sát và vẽ biểu đồ khu vực. Theo ông, thì sự xâm nhập này là sự động thái mới nhất cho thấy là thái độ theo thời vụ của Trung Cộng trong cuộc tranh chấp lãnh thổ. Đây là hành vi khiêu khích đầu tiên của Trung Cộng kể từ khi Philippines đề xuất kế hoạch 3 bước nhằm đóng băng các hoạt động làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Alberto Del Rosario đã nỗ lực thúc đẩy kế hoạch này tại diễn đàn khu vực ASEAN vào tuần trước và nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về phía Bắc Kinh từ chối đề xuất trên, ASEAN cũng tỏ ra không sốt sắng với kế hoạch này.